chào các bạn nha. Tết cây ổi chặt 7.5 các bạn. Bữa nay mình test hai cái nắp C2 các bạn. Rất là may mắn nha các bạn. Hy vọng sẽ ăn mai thêm phát nữa nha các bạn. Hơi gió các bạn. Ok. Rất là may mắn luôn, hết sức là may mắn nha các bạn. Rất là may mắn luôn, hết sức là may mắn nha các bạn. Gió thảy cái nắp nó chạy nó bạc sang một bên không các bạn. Mình sợ nó ra khỏi màn hình ha. Nó quay không được. Rất là ok ha. Rồi cây ổi chạc 75. Cầm rất là thoải mái nha các bạn. Rất là thoải mái luôn. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video nha. Nhớ đăng ký để xem nhiều mẫu ná hơn nha. Cảm ơn các bạn.